Hello, xin chào cô chú anh chị em nha các bạn nha. Nay mình làm cái dưới cái mấy cái tấn vòng vòng cái mấy cái cây dưới sông rồi nghe cô chú anh chị em nha các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị cắt cỏ nha. Mới cái đầy xe trong kia. Mình mời sang hai lúa nha. Mới đầy xe lên đây. Giờ mình cắt đi trước chưa. Một chút nữa mà làm xong rồi mình phải chạy cái ống nước này nữa. Ở trên này nó có đường nước rồi. Trên này nó có sẵn rồi. Bữa mai lúa chạy trên này thôi. Chạy vòng mấy cây tím tím nè. Lớp trên còn giờ mình chạy xuống cái viền dưới này. Chạy viền dưới này nè. Chạy dài ra mình tưới với cái đâm bông dưới này. Bữa mai lúa có dư làm dư cái ống nè. Để chút nữa mình đi. Mình lòn xuống đây nha. Đó. Mình lòn xuống đây nè. Dọn ra đó, dạy vòng ra bên kia. Mình lấy cái ống nước nó ra, cái tấm bồng này chứ. Mình chuẩn bị đi cắt cỏ, cỏ cao quá, mới còn từng lấy thôi. Rồi không?
cái sông trước đây. Còn bên hông với bên phía sau nữa. Giờ hai lúa cắt chưa xíu xong rồi nha. Bây giờ cắt mấy phía bên hông nghe của chú anh chị em nha các bạn. Khi nó vô nhà lá khô heo chuẩn bị cắt xong rồi chú anh chị em nha, để chuẩn bị mình tưới hai cây của hôm khi dùng mát đó bảo mình bứng đem dưới đó, giờ héo queo quá rồi, giờ mình tưới nước nó mới được. Video của thầy út tới đây kết thúc này của chú anh chị em nha các bạn, hai lúa hẹn video kế tiếp, lúa bye bye.